Đứng ở đó đi, đứng vô đây nè, ta quay cho. Thôi, quay làm gì? Đó, những người thấy không? Cái đồ quay không? Đồ cắt cỏ đây nè, để quay cái cục này. Morning. Morning. It's the robot. Yeah. Đó, nó tự động nó đi đó. Nó cắt cỏ nữa. See? Nó cắt nè. Đó. Mình nó làm hết. Đó. Nó đi từ từ nó, bởi vậy ta nói phải có người cắt mà. Thì nó để mấy cái con này nè. Núi là đẹp quá. À, cái cụ theo này đẹp quá, sao chừng nhỏ gì nữa. Rồi đi lên. Đó, mình ở ngay cái chỗ phía bên này nè. Ở bên này nó có cái nhà thờ kìa. Ừ. Đẹp quá là đẹp. Này cho mấy đứa con nít nó chơi đó. Không. Ở bên kia là cái khách sạn nhỏ. Mình bánh luôn tới cái fruit kiwi. Có cái xe nữa kìa. Để mấy cái cục chi nè. Chi. Cái này là con bò kìa, đứng ngay ngay con bò quay cho. Rồi lại bóp cái vú nó đi nè, nó vú mà giả bộ là mà bóp vú nó
hả? Lại là mới giả bỏ như chứ rờ rờ cái vú nữa vậy. Ok, that's it. Let's go. Mấy cái kia là cái nệm của người ta, cái chi tầm bậy tầm bạ. Hồi xưa xe ngựa đó. Nó đi vô. Mấy cây bông của mình đó là nó tròn, còn cái này nó nhọn nhọn ra. Đúng rồi. Đó. Mình cái ghế chứ nó chỉ cho nhà ngươi đủ hết. Cái này là GSTAAD. Mặt đây có con bê nè. Nhà người đứng nữa đi, tao chụp em đứng nữa. Thôi.
Bây giờ mới gặp lại nó. Trở lại cái square đó. Trong này là hotel đấy. Đẹp. Hey. Cũng đi dạo mà.
con nhà Esther trước cái cũng là cái chỗ mà cái small town đó, rồi cái cho mà cái này nó bị bắn, vừa bắn cái gì nó đi quá sung, quá nó đi vô trong cái chỗ quá sung. Nó biết cái chỗ nào thấy là nó ưa đi lại mua bánh này kia nọ, cái là nó vô nó mua, cái nó đi quá sương chứ nó không có đi lại bất tích. Ở đây mấy cái con bò nó dress up cái đằng kia đó, ở đây là giống như là chef vậy. Tới cô ốp đó, tới cô ốp đó, cái ta mua mấy chai bia. Hả? Ở đây có cái gút rồi, còn bè rồi. Hả? Cái sụn kìa.